Nếu mà chỉ có một người ở trên thế giới đã từng làm được thì mình cũng có thể làm được. Mình chỉ chuẩn bị 3 tháng trước khi thi thôi. Nhưng mà lúc đó thì để gọi là đủ tiêu chuẩn để thi thì không có. Mình bị suy giáp. Cái đặc điểm của bệnh suy giáp là khó giảm cân, dễ tăng cân. Thì đó là một trong những cái chướng ngại vật của mình lúc đó. Thì lúc đó giống như là chạy nước rút vậy á. Nên lúc đó cứ tập trung tập thôi, không dám nghĩ tới cuộc thi. Rất là sợ, mỗi lần nghĩ tới là sợ. Âm thầm lặng lẽ tập luyện. Mình phải cố gắng gấp đôi, gấp ba. Mình tập buổi sáng, rồi đi làm, rồi sau đó tối lại tập tiếp. Mỗi ngày mình đều như vậy. Từ thứ hai cho tới thứ bảy. Tối về mình phải chạy bộ nữa. Nhiều khi gần như là kiệt sức. 3 tháng trước khi thi, mình 50kg. Ngày mình bước lên sân khấu là mình 41kg. Có thể gọi là trong một tháng rưỡi mình giảm 9kg. Khi mà được xướng tên trên sân khấu là đã được nhận giải rồi. Thì lúc đó chỉ suy nghĩ là mừng quá, cuối cùng cũng có giải rồi. Mình cảm thấy là không có cái gì mà mình không làm được hết. Cảm giác là mình mạnh mẽ hơn rất là nhiều.